Dạ mình xin chào cô chú anh chị nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào cô chú anh chị. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. À, dạ hôm nay giờ là mình đổi món gì năm ơi. Nắng nóng ngực quá, hôm nay là vợ chồng đi chợ nè, sớm mua được đây. Bò. Bắp bò nằm ở dưới. Nạc bò để hồi giờ nằm ở trên là mình mua thịt mềm rồi cho anh Năm ăn dễ ăn. Đây mua được ít giò heo. Đó. Giò heo đã đâu vô? Đây giò heo đây con. Đó. mình mua được 2 kg bún. Đó gạo sống gọi gạo nè, gạo gạo ghém nè để hồi mình ăn cùng với bún bò. Đây bây giờ tiện về lại luôn, nấu bún bò thì có đồ gia vị đồ của bún bò Huế luôn. Đó. Đây chị Năm mua được trái dưa hấu đi bán về. Đó hồi mình ăn xong mình ăn la xét. Và đây là tương đen. Tương ớt, chim su đỏ. Đã tới một hồi mình chấm thịt bò ăn đỏ, mình xin 2 cái hòa quyện rồi thôi. Mình xin mời cô chú anh chị mình cùng vào bếp với gia đình mình nha. Rồi thôi, ai làm gì làm nấy, em bắt miếng lửa em trụng thịt bò cái chị Năm ơi. Tập cho anh đứng gần nha em. Với cái miếng hoành trắng thì bò mình trụng xương nó lại cái đi nhau dễ thương ha. Nhỏ mà chỗ này nhỏ là dính lắm. Mẹ con mua là phải lựa chọn do gì mới chịu chứ còn nếu mà nó dẹp hết. Chú Tám, chú Tám sắp xếp cho con làm gì giờ chú Tám? Con hả? Dạ. Bây giờ đây, con đây đập cầu quế rồi đi nè. Đó sống rồi nè. Hả? Dạ. Thử. Em bắt nước này kìa. Ha. Cái chỗ này hả? Dạ. Rồi mang cái đập như gừng với kiếm đi. Cái nhỏ dễ thương quá. Thơm. Hồi nãy quên con miếng khóm nữa, quên nữa kìa. Cả nhà em mới dịch lộn con lộn nữa mà mình quên miếng khóm này. Hồi cái mình nấu nước mình thả vô cái cho nước nó thơm. Nước nó thơm với mau mềm thịt nữa. Rồi. Cái miếng khóm mới nằm đâu chú Tâm? Nằm đây nè, đó nằm bởi vì hiệu quả sơ sót quá trời luôn. Chưa có già mà lẩm cẩm. Lỡ anh trùng thịt. Trời ơi! Trước con sao? Rồi ai chưa ngồi ngoài chưa? Chào bà của chú đi. Quên à. Chào ông bà của chú. Ủi, nhà mới chúc ông bà của chú sao nè? Chúc ông bà cô chú nhà sức khỏe, dồi dào. Rồi. Rồi bữa nay ăn với mùa quế nha. Dạ. Bữa nay ăn gì nha? Hồi nãy con nói là trời, con nói với nội ngày xưa, có bà nội bán dưa. Rồi vô nhà với bà ăn ha. Thì để cho cha làm cái xíu ra nha. Cha với ông Tám làm một ra ăn ngon lắm rồi. Ăn được chưa? Đang mã gì vậy Tám ơi? Ừ. Ăn cho Tám lửa cho trái cái nữa. Để đang nhúng lửa rồi ca cái tắt lửa. Ca. Tám nói là trời nóng quá đổi mà ăn cái này chắc ăn muốn bò nó mát. Không, nó có sức khỏe. Nó ấm, chú Tám, ấm. Nhưng mà nó ấm. Ủa, hình như gừng anh đập cho anh sẵn luôn á. Rồi, đập đây rồi, để mình ăn luôn đi. Còn xương nó cái. Dạ. Bán mùi bò. Có bán mùi bò, nó ra mùi bò. Nó ra mùi bê. Cây đèn thẳng kêu chú Tám, chú Tám. Hết cãi luôn, hết anh. Hết cãi chú Tám. Chú Tám. Cái đèn quên nữa ôi trời ơi để hao dầu mất nổi. Em trụng cái lò này sẵn bếp mà mình bắt nước luôn luộc là nấu luôn á chị Năm. Ừ. Sẵn mình con thông báo vậy chú Thiếm Tám là cái kênh mà làm giả. Ừ. Giờ bên net báo cáo giờ nó hết dám lấy rồi. Rồi. Hôm nay chú Tám ta là thấy mắc biệt trên cổ đời này rồi. Mắc biệt trên cổ đời rồi. Mình văn thiệt chứ đâu phải văn giả đâu. Cũng vậy chứ mình làm mình ăn đi, đừng có không làm mà có ăn. Không làm mà có ăn. Được. Mình cũng không có là tên tuổi gì nhưng mà cái gì nó ra cái đó. Thật giả giả làm đi bằng cái lương tâm mình ha con. Dạ. Lương thiện đi. Cho vô cái thôi. Ừ. Cái đập gừng bên không? Bỏ đây vô, có đây. Đây. Cho chút muối vô. Được. Thợ nấu rồi mà gành cái mình nấu mình không cần mà lượng muối chứ mình phải cái hào vô cái mặn lắm. Thêm miếng hoành. Lửa cháy cho chú Tám. Đây.
Thế hả? Dạ, hát chai luôn hả? Dạ. Hát cho tặng cho mẹ nè. À, măng cho đây, rừng với Hoành đây. Hai chị em đập sẵn luôn cho mình luôn, mình cho vô luôn đó. Mình hát một bản nhạc là nước nó sôi luôn đó, mình xây qua mình nấu rồi con lu bu thiệt chứ. Quá trời lu bu vậy. Đúng rồi, thợ nấu này ở dưới chân có hai cái lò xo dưới. Giỏi chi mà bây giờ đó đúng hình trình điệu luôn. À, mình làm vậy là bò ăn rồi nó không có hôi bò nữa. Vô cục bự em chặt ra hai dễ ăn rồi. Còn hồi gì vậy? Cho thêm miếng nước nữa một hồi là giò heo rồi mình chung chung luôn. Sẵn nước nè. Đúng rồi. Luôn. Nó không hôi heo nữa mà hôi lợn luôn. Còn heo hôi heo nữa đâu. Rồi bây giờ nó giờ chuẩn bị trời cũng sắp mưa tới nè, hôm rồi mưa mấy đám mà chưa có đậm mà. À, bây giờ mình hát cái bản này cho tối nay là mưa của bằng là nó ngập sông ngập bờ luôn nè. Chú Tám mà hát lên bờ tối nay mưa ngập bờ đê nữa là con đi xoay nhái bữa nữa nha. Cho nhái thì tối qua xả ớt hả nữa ha, hay là mình cầm nấu cháo. Ba con sói có nhiêu đây à chú Tám? Dạ hả? Có bụng mà cũng có. Không có rồi. Hiểu rồi, hàng chi có bụng hàng chi. Hàng chi ba anh em ngồi dưới này ăn mình nên không kêu tôi luôn. Thôi. Không có. Bữa nào à? Con đâu có đi với anh Khánh đâu. Bỏ gì con đi riêng á hả? Mày con đi con ấy rồi này hồi đó về chú Tám mình ra cái góc bỏ vô nồi súp dạ. bỏ nồi súp cái gì em đây con kim đại con ngon rồi bữa nay nè Thanh ơi anh em rửa gục bữa coi cái này dạ. Mình đâu có trụng hả trụng luôn hết bò sao không phải trụng chơi nữa phải trụng luôn đâu có đâu hồi mình bỏ vô cái nồi lẩu nguyên cục luôn á em để nguyên cục trụng luôn rồi đem ra em sắc dễ lắm rồi bỏ vô nồi súp luôn. Rồi thôi bây giờ để trong phần trong khi chờ đợi chị Năm coi cái bếp lửa nước sôi để mình trụng thịt giùm. Thôi mình cũng là làm dữ trời. Trời mưa gió nè, bây giờ trời vui nè. Thôi không gầy mưa không được lớn cả nhà ơi. Bữa nay Lâm có hát trời đổ mưa à. Thôi mình xin gửi hát chai đi, bữa nay hát chai mình gửi tặng cả nhà mình ha, trước cả nhà mình và sau nữa gia đình nhỏ của mình nhà phẩm được mang tên chuyện đi mưa. Rồi chào cả nhà ơi. Hát bản này là tối nay mưa tầm tã luôn á. Mai mày nghỉ luôn, đặt hàng online luôn. Đã, bây giờ xin cả nhà cùng lắng nghe. Nhà hát chai luôn. Rồi, vô một cái bài vô đó luôn. Ngoài trời không sao mưa, đường lầy ướt ngõ tối. Mưa khuya về hiu hắt đi vào đời. Chuyện đời quên đi thôi, vì bạn xa lắm rồi. Gửi lại đây làm chi nữa người ơi. Chiều nào lặng ly bôi, tình vừa mới chấp nói. Tay không mà mơ ước đi vào đời. Nhưng tình bao năm xưa, trên thang đường không lối. Nhớ cô hương muốn về rồi lại thôi. Quang dân mưa khuya như khúc ca ngàn lời. Tí tách rơi rơi dài đứt trong lòng người. Không ngàn gặp nhau đêm nay chẳng tài cười ấm bút ra. Đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi đời đường chẳng nắng chẳng lối. Mưa khuya về yêu hắt đi rào hồn. Để rồi bao hơn tên thang cũng thương còn thương nhớ. Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Để rồi bao năm trôi tên thang đường không lối. Nhớ cô hương muốn về gọi lại thôi. Quang nhắn mưa khuya như khúc ca ngàn lời. Tí tách rơi rơi gai rứt trong lòng người. Không hẹn gặp nhau đêm nay chẳng nào trời ấm buốt da. Đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi ơi đường chẳng nắng vắng lối. Mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ. Nhưng lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ. Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Chào các bạn.
trái dưa hấu luôn. Ăn trước luôn. Mặc trái dưa hấu luôn, cà khô cổ cho trái dưa hấu ăn nè. Dạ đúng rồi. Để ăn liền hay lát nữa mình ăn mình nó sẽ. Thôi lát sẽ ăn chung đi. Mình ăn mình nó có bự lắm. Tại nhân chứ táo lại rồi. Cả nhà cái bạn này cũng lâu quá mới hát lại, cũng có gì hờ, cũng mình nhớ chặt một hai đoạn đó, cả nhà cũng thông cảm và bỏ qua mình nha. Mình lòi sĩ chứ không phải là ca sĩ. Đụng hơi đói cao hơi không mà vậy đi, thà vậy đi ha, mình cái nhà lấy vô mình chơi, mình ăn no thì mình giống như mình bị đầy hơi chúng á, thì mình giữ lại còn chặt mình hắt xong luôn chứ, đi cho nước nó trôi theo luôn ha. Vậy các bạn nãy là chuyện đi mưa cả nhà, đau quá này quá. Tối nay chắc mưa nè. Trở lại cái nghề nghiệp của cũ của mình đi. Dạ. Ăn cái này thôi còn miếng nước à. Để gì hấu để thôi mình ăn chung. Cô có học mà. Ồ. Quá. Quá. Hay quá tệ. Hay quá tệ. À. Đã gì chưa? Quá. Rồi tính là tính can bản nữa thôi nghỉ chút. Chút có năng lượng trong bụng cái. Sáng ngày bụng trống này là bụng mình lại luộc sơ để chị Năm cho nó rồi giò đồ chị Năm cho vô em hết luôn. Ừ đó đúng rồi, hay quá. Vậy nên mình thấy giá nó trụng rồi đó, trụng vô trụng cho sơn cái trụng hết đó, quá thơm. Nước này có gừng ha, có hành tây trắng trụng á, vậy là cũng là nó tiện gì lợi mấy thứ luôn, diệt khuẩn luôn thịt. Rồi bây giờ chuẩn bị cho em cái gỗ đi, gỗ tre nha. Bò mình là trụng là bắp bò rồi thịt mình trụng xưa qua nó cái hành cái gừng thơm. Xong vớt xong cái đó cái sẵn chưa tắt bếp á chú Tám. Ừ. Quay qua trụng giùm cái điện thoại cho cameraman cho gõ gõ xíu. Nãy giờ hơi nước bám mờ. Mờ ha, một cái hơi khói cái này nó xì cò que đúng cái gì nè. Ừ. Mình qua bóp cái nó dẹp luôn. Nước gừng, dưa của hành tây trắng, mình trụng muối. Bảo đảm an toàn thực phẩm. Vô cái này chảy xả đây, bắt đầu là cho thơm cho nước vô. Rồi. Tỏi. Thơm, rồi đó rồi. Nấu nước sôi cho mình cho lá cây vô luôn. Đây mình cho củ hành trắng với khóm cho vô nước. Rồi bữa nay là thứ hai chú Tám. Rồi thôi đây rồi, chú Tám thì đây Caramen là trợ giúp cho chú Tám mà chú Tám hại Caramen hoài trời quá ngon. Bắp rồi giò heo rang nha. Thôi chú Tám ơi, gấp đây cho nó chắc củ cho em để dâng Caramen tội nghiệp nữa. Không này dân chú Tám chứ này dân chú à. Rồi đồ rút đây ôi đó, nước chưa gì chờ mà nó thơm. Ừ. Khóm này thịt nước nó thơm mà nước ha. Rồi bao bỏ dầm thịt khen quá chứ khen hay nãy giờ khóm với củ hành trắng rồi cho vô, rồi xả này mình cho vô sau đây, cho vô trước nó gã hết. Quên đó, quên đi. Ôi. Chú Tám nói vậy mà con hiểu rồi. Dắt ra nữa. Bắt lại đi. Thua. Nói chung mà mình không hợp tác chặt chẽ chứ. Không đá đâu nhiều chứ là không hợp tác. Rồi, múc bún vô ăn được đó.
nặng vậy đó. Nặng quá. Khó vớt bọt này nước tới trong. Đây cái sắp luôn. Con đỏ đỏ nó ngon lắm rồi. Ngon ngon ngon. Sòn sòn ăn bậy chín quá không ngon. Rồi rồi rồi. Con cứ nằm nó suy nghĩ làm thơ đi, ngồi ngồi lên ăn con làm thơ cho tắm nha. Để con suy nghĩ con làm bài thơ bún bò quê. Bún bò quê. Lâu lắm rồi không ăn bún bò, bữa nay ăn lại chắc no lắm nè. Nó làm trước kìa. Rồi cái này con biết là con nói vô cho Năm. Hả? Bây giờ chạy ra cái gì cho con kêu đi. Nói cái thơ gì, cục ngắn cục nghĩa người thơ vậy á. Để lâu rồi hả? Nêm đi anh. Không bắt được. Ăn lại bún bò quế rồi. Nó ngon quá trời không? Nó chạy lên ăn. Bún bò Huế. Bây giờ mình nêm một qua sẵn là để mình cắt cái bọc nêm luôn. Thịt rồi mình vớt ra rồi. Nêm luôn. Số nào nó mềm thế này. Cái này thành bụng bò đi. Này số này là nó xù vậy, số này dài vậy thôi. Ngồi cái mình cho vô trước rồi cái mình dằn lại mình đi. Hôm nay chú Tám vô tài nó bún bò Huế chắc bò lên đây. Hay rồi, đáp lên liền ha. Chắc bò luôn thì ăn no bò chứ gì. Đúng không chú Tám? Ừ. Hôm nay chú Tám vô tài rồi, nó bún bò Huế chắc bò lên đáp lên liền. Trả lời cho chú Tám một cái câu. Đúng rồi, con thơ con cóc thì nhóc. Trả lời cho chú Tám một cái câu ngắn gọn. Mà ăn ngon là nhiều bò chứ đâu có gì đâu. Rồi. Chứ đâu bò đập đâu. Bò mình lấy đũa để chén lại mình dọn ăn chứ. À, mình cũng có cho cái bịch cái túi mà gia vị của khẩu vị của bò Huế vô rồi, bây giờ mình nêm lại, nhận lại ngọt, đường, hạt nêm, muối, chút. Gõ một cái là xuống hết. Vớt bọt xuống một cái. Có vớt bọt thì nước ở trong. Ủa, chú Tám bỏ dầu điều vô thôi vậy? Ờ, có cho dầu điều vô rồi con. Anh Tám bỏ mà anh Tám không báo cáo với chú Tám, anh Tám làm ăn ngàn quá. Anh cho miếng rồi đi. Rồi, rồi. Chuyền xuống. Đây, móng cũng chín rồi. Chuyền tô cho nè, luôn 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 rồi. Thật, ăn cái giò vô, cái anh ta ăn cái bắp bò chứ không phải giò người nha hả? Rồi, thơm quá chị Năm ơi. Thôi được chứ. Mấy móng lát dạ. Múc cho cái mì luôn. Đây anh. Đây, baby. Múc đây, baby đây. Đó, cho thấy mấy móng không? Thấy. Anh làm như em già lắm vậy đó. Không chịu già thôi, không chịu già trẻ. Vậy nó được rồi cho anh. Dạ. Tiếp. Rồi nó vậy cho nó nước. Rồi tiếp. Có dầu quế anh. Thì à, vậy à, món tặng vừa nè. Rồi hai cái món này nồi luôn. Ngon dở, thấy mưa cái bùn kia cái bó xả rồi. Quá thơm chị ơi. Bò có nãy giờ có làm thơ rồi phải không? Chú Tám đập đập lại cái nữa coi. Là cái nãy là như chưa thiếu gì. Chưa thiếu là chú Tám làm. Lâu lâu mình ăn bún bò. Ăn hoài nhớ mãi bún bò. Ơi cầu quan. Cầu quan. Thôi giờ bún bò cũng đã chín. Thôi mình xin mời cô chú anh chị mình dùng bún bò với gia đình mình nha. Bữa rồi con dùng bò gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng bún bò với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn bún bò với mình nha. Mời cô chú anh chị ăn bún bò. Mời cô chú anh chị và bạn dùng bún bò với gia đình Khánh nha. Không mà ông bà cô chú anh chị con. Ông bà đợi ông bà Tám đi. Trời quá trời. Ở chú Tám cũng mời Caramel ăn bún bò với chú Tám nha con. Dạ. Cái này của mình mới chế nước súp vô rồi nóng nha. Trời. Quá nóng hổi luôn. Rồi mình cũng cho miếng trái cây vô, anh thấy mì để hồi bé bé mì ăn hết trái cây của mình dữ nè. Ngon
con ăn hết như trái cây ngã ngang luôn. Con muốn mua quế cho tôi nói cho nó xảy con. Dạ không. Con trái. Tôi đó như chị. Hấp miếng súp kìa. Thẳng có ăn chanh nào mà năm. Ngon nhất. Mình có xào xả rồi nó thơm quá chị ha. Quá nóng rồi. Vừa ăn quá. Hồi bữa mình bán bún nước lèo rồi thôi, nay mình thêm nồi kế bên nữa bán bún bò luôn. Thì bây giờ chú Tám cũng tính nấu thử nồi bún bò coi được không, sức riêu được không đó. Là mình nấu bún bò cũng bún riêu quá luôn ha, ở nước lèo nữa. Dạ đúng rồi. Cái này con mình ăn rau rau gì nó ngon. Giờ hai dĩa da hấp dẫn quá. Đậm đà. Dạ. Tôm xả, nước tôm gì chứ tôm xả. Sa tế đầy đủ. Mình ăn bún bò, phải ăn bún bò quế, phải bỏ lá quế vô nhiều. Thật ra không, để dưa bún lên trên con đi. Để rau dưa xuống dưới chút cho tính năng dễ gấp. Rồi. Bún quế. Con gấp được. Con được hết trơn á. Được rồi mà được, xa quá thì xa. Trời ơi con dư tới. Dư không? Dư. Đây mỗi năm. Hấp dẫn quá chưa? Cái này thái mỏng mỏng gần dễ ăn. Nước sôi nè, bạn cứ nước lèo rồi vô nha. Cháu không? Cháu không? Nước hả? Đây, chú Tám mình đổ tài ra thì ăn là ngon quá rồi. Bóng mỏ thôi. Không nấu thì thôi, nấu dở hẹp. Mình cái nhà lá vườn nấu. Đặt trên cái giỏ heo. Tính ra hồi đó mấy món này con không biết nấu. Mà tới giờ con cũng không biết nấu luôn. Dữ rồi. Câu đầu cũng như câu cuối, này câu cuối cũng như câu đầu. Cái này con sẽ coi clip với con muốn học nấu lên bà kêu con cộng con nấu. Có gì không khó con. Nấu chín ăn à. Có chanh nữa anh? Ừ, có anh chắc rồi. Nãy phải hát cái bản nãy phải được tôm bò này ăn trước, hát bản nãy hay ăn nữa. Đáng đổi. Nó có đâu mà mình hát nữa. Còn hát nghe chưa anh? Còn lấy cái đàn ra nè. Bữa nay ăn được không? Mình hát bữa đi. Được rồi. Lần lên 11. Tám bút cho bởi vì hai cái móng luôn. Kêu là hấp dẫn. Nhà món vừa chú Tám mở quán ngay kia nào mà mình làm YouTube mà kiểu như là hết người coi á. Này á. Nếu như mà còn một người coi mình cũng còn làm. Hết người coi. Hết người coi á mình mở quán mình bán được. Nếu như mà còn một người xem mình cũng làm. Bún bò của mình á. Dạ. Thuộc về là bún bò của mình. Về nấu ăn là có ăn là gia đình. Còn nếu chú Tám nấu đúng kiểu của nó phải có chả quế. Chả nữa. Chả quế với sạch tế nữa anh. Nắm ăn thịt đi nó. Ăn một chút. Mua được cái bắp bò thì ngon ha. Nhưng là Tám thì lại lò mua luôn á. Đây cho nhúng cho con. Cái gì? Nó chấm này mà. Chấm. Cái cay, chấm nó cay á. Được, ăn được. Còn nó ở đây còn nè. Nhóc rồi. Còn, trứng cay. Trứng cay, rồi trứng cay. Trứng cay con rồi, ăn nhìn cũng được. Cay á. Trứng cay đen á. Cấm thì cay. Không cay con. Cay hả? Ăn được. Nói được á. Đưa tô cay con. Ăn được. Nó cắm lên cho con chấm này. Nghèo. Thái tường cà. Múc cho bên này miếng tường cà nè. Chả cay. Không cay á. Sao tới này cay à. Được không? Không được, không nổi, không được nữa. Cái nổi. Ăn đi con. Cà cho á. Đây. Con cứ ăn đi. Ôi mình không có đi đâu chứ mà xuống đây. Ừ, thịt này cũng trụng lại nhiên, vớt ra liền á.
thật dài. Cái gì này được, mà leo cây đi. Đây, thôi được lắm. Giò mềm hết chị. Hôm nay bữa nay con bò chú Tám nấu sao con làm thinh vậy? Con làm thinh, con làm thinh, con làm tới á. Con làm thinh là con làm tới. Quá được. Con kêu chú Tám mở ra bán là hiểu rồi. Hiểu rồi, quá được đi. Con làm thinh là con làm tới, đúng rồi. Giò heo cũng mềm hết nè. Cái giò mềm hết nè. Hai con. Nè. Được nè. Ăn giò heo cứng giòn đập cho đạp đi bán. Đó. Cảm ơn con. Mày. Cảm ơn khách. Còn chú Tám để lắm múc ra đi, con múc lắm nó cỡ mà. Còn chú Tám còn công bữa nay chú Tám cực lấy cục bụi vô con đã chú Tám à. Ưu tiên chú Tám à. Giò phanh luôn. Ưu tiên à. Không ưu tiên mốt ai nấu cho con ăn. Đúng không chú Tám? Ừ. Còn quá khen chú Tám à. Chứ mà con bây giờ tới lớn để chú Tám rồi đó, giờ chú Tám nấu cho con ăn được tới bữa lớn hả? Cha mẹ. Có cái món ăn được con phải nịnh chú Tám chứ, không nịnh chú Tám mốt. Dạ. Dạ, phải nịnh nè. Mà khen thiệt ăn nấu ngon mà. Được à? Dạ, vừa khen vừa nịnh luôn á. Ừ. Bắp bò. Thịt bò cũng mềm ngon anh á. Giòn. Nhất ok. Thì khi cha mẹ con có món cha mẹ con biết nấu đúng không? Ví dụ con ăn cái này nấu, cha mẹ con đâu biết nấu đâu. Mẹ nhìn hả? Bé Phi bữa nay ăn thật no. Có nguội chan nước chấp thêm là mi. Mà con thích sôi nè. Nguội con dễ ăn. À, thích súp. Súp có khóm, nguội là nước ngọt. Dịu luôn. Trong này rau cắm ấy nè. Quế chuối. Ăn làm nhiều có chất xơ. Mà cũng không quên ăn giò với ăn thịt. Có chất béo. No quá chín rồi. Ăn mỗi rau rồi. Cũng mùi quế này nè. Nó không nên lại. Ba đi làm ba nấu món gì ta? Cái tối nay phải làm để làm ba chứ nghĩ. Mừng cho Khánh quá. Nó lo trà còn nhỏ tuổi mà lo tới bữa nay ăn bữa nay lo tới ngày mai rồi. Muốn nấu gì đó con gọi tối á thì mua cho. Tối lấy nhái cắm câu hết. Đặt ngay hương banh rồi không thì không thể hút cái. Cắm thôi tới đó rồi. Đó làm cắm câu thôi đừng nói gì hết. Nói. Tính cái em không nói, em là cái đứa không nói luôn á. Không nói lại. Anh Khánh với chú Tám không? Trời ơi, thấy vậy với mọi nhái cắm dính dữ lắm luôn á. Không nói lại. Hôm bữa đi đồng á. Chú Tám với cameraman 8 ký thôi. Mà cũng cả gì kho mắm ăn thiệt con ăn không có cá nữa. Kho mắm ngon á. Mà kho mà ăn mắm thiệt. Hôm mắm. Bữa tới anh Khánh. Kiếm cá lên làm này làm kia kêu chú Tám thím Tám xuống xong hai anh em đi vớt ốc rồi. Đừng có nhắc tới tên nó sẽ không lộ diện đâu. Quá no. Quá no. Ăn giờ thét. Không muốn thèm. Ôi chị Năm ơi, cứ nè. Cái dĩa này nó nhẹ ghê á, bưng cái muốn lên chuột. Quá vậy không ngọt quá trời. Ăn rồi lên 8 ký đường luôn á, thứ 8. Quá đi sao rồi.
ăn thêm mà ngồi cứ nghĩ ăn thôi, ăn thêm miếng bắp bò nó tráng miệng cái nghĩ dữ thằng tráng miệng bắp bò luôn. Bắp bò có gan gan ngon vậy không? Giòn thơm bỏ mưa luôn hả chú Tám? Rau không mà quá cứ làm giấc rồi ta ai xe mồi gặp bắp bò Khánh gấp cho mấy cục cho dạ heo Khánh no chạy mồi chú Tám thiệt nấu ngon thiệt á đó. Đó chứng tỏ là như vậy, con đừng nói là chú Tám như thế đâu, con là biết là anh Khánh lấy ống hút lòng nó sao là thực tế nó vậy. Anh chưa Giang Khánh anh lấy ống hút không nó một cái đẹp em đẹp đánh thằng chú Tám đẹp con này đó giờ đâu có dập đâu hen ngoài em nghĩ chứ thấy thấy bằng anh Khánh không bao giờ nó dấp chú Tám, anh Khánh chú Tám thấy còn không được nập chú Tám cũng không được ốm thử rồi hắn ăn này hai chú cháu ăn cái rồi lên về ký hai chú cháu người lên năm ký đi ăn miếng dấu đâu ăn rồi hai miếng dấu về năm rồi hai miếng no quá chứ nè đâu có nước là bỏ là bà cù no quá vừa ngọt vừa nước quá trời luôn. Chú Tám thì ốm hay già nhưng mà là lòng luôn gì lòng luôn sống tốt gì thương tình cháu con con cháu Tám thì đi ốm hơi già lòng thì thương cháu mặn mà với anh do tự nhiên do chùm không bận gì không chứ do chùm không mà như mình đó có ăn muối gió tới nó thông minh nó bắt sinh ra thì hả? Giờ bữa ăn gia đình bún bò của gia đình mình đến đây đã xong thôi, mình xin hẹn cô chú anh chị mình video kế tiếp nha. Bye.